Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2018, là Chủ nhật thứ ba thường niên. Hôm nay tôi lên livestream để đọc phúc âm cho anh chị em nghe. Phúc âm Chủ nhật ngày hôm nay theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển. Vì các ông là những người đánh cá, Chúa Giêsu bảo các ông, hãy theo ta. Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức, các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy Giacôbê, con ông Zebêđê, và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Zebêđê ở lại trên thuyền, cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là hãy theo ta, hãy theo ta. Và bốn môn đệ đầu tiên bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha mẹ và đi theo Chúa Giêsu. Nói về ơn gọi thì thường thì chúng ta hay nghĩ là chỉ có các linh mục hay là các gì sơ, gì phước thì mới có ơn gọi. Hiểu như vậy thì không có đúng đâu, chưa đúng. Bởi vì tất cả mọi người đều có ơn gọi, đều được Chúa mời gọi bằng nhiều cách thức, nhiều hình thức khác nhau. Người thì được gọi làm linh mục, người thì được gọi làm bác sĩ, người thì gọi làm kỹ sư, người thì được Chúa gọi làm công nhân. Mỗi người một ơn gọi khác nhau. Người thì làm cô dâu, chú rể, người thì làm dì sơ, làm linh mục. Thế thì ơn gọi kiếp người chúng ta không phải là một cái định mệnh, số kiếp. Theo đạo giáo lý Hội Thánh Công Giáo không có tin vào thuyết định mệnh. Bởi vì nếu mà tin vào thuyết định mệnh là con người mình mất tự do. Còn công giáo chúng ta, giáo lý công giáo chúng ta là tất cả mọi người đều là ơn gọi, Chúa mời gọi, chúng ta có quyền đáp trả hoặc là không đáp trả. Đây là một cái tương quan giữa tạo vật với lại đấng tạo hóa, tương quan giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Chúa mời gọi chúng ta làm gì? Có những người đến 50-60 tuổi người ta mới nhận ra là chả nhẽ là cuộc sống của tôi 90 năm chỉ có như vậy sao? Chả nhẽ tôi chỉ có biết là ăn, ngủ, đi làm, hưởng thụ. Kiếp sống của chúng tôi có đơn giản như vậy sao? Và theo như là Thánh Augustino thì Ngài nói là cùng với anh em tôi là Kitô hữu, cho anh em tôi là giám mục. Có nghĩa là Ngài cũng sống như mọi anh em khác, Ngài cũng là con người, Ngài cũng là Kitô hữu. Nhưng mà để phục vụ anh em, để cho anh em thì Ngài làm giám mục. Còn có người ta thì bảo là muốn làm thánh thì phải làm người. Hôm nay thì tôi muốn nói với anh chị em là hãy theo ta, là chúng ta hãy theo Chúa Giêsu là sống ơn gọi làm người, làm Kitô hữu. Sống ơn gọi làm người. Tôi có dịp đi Úc 2 tuần vừa qua. Thì tôi thấy là người Úc người ta sống rất là tốt. Nếu mà nói về sống ơn gọi làm người thì người Úc sống rất là tốt. Họ yêu thương những người già cả. Yêu thương giúp đỡ những người trẻ nhỏ, những người bị bệnh tật, những người bị hoàn cảnh khó khăn. Tôi có đi chơi với bác Hiến Phương Du thì bác ấy nói là có
Có lần bác ấy bị hư xe trên đường mà cabo lên, thì chỉ chừng 5 phút sau là có người đến hỏi thăm là tôi có thể giúp anh được không. Rồi lát nữa lại có người, nghĩa là khi mà một người bị hư xe thì sẽ có nhiều người dừng lại để hỏi tôi có thể làm gì để giúp anh. Và xã hội nước Úc họ rất là tốt. Những người như tôi đến thăm nhà ông Thọ, ông ấy sang Úc 30 năm qua, ông ấy không làm một giờ nào, không làm một ngày nào để đóng góp tiền cho nước Úc, nhưng mà ông ta vẫn được hưởng cái trợ cấp, có cơm ăn nhà ở và thậm chí có một người chăm sóc ông, và nhà nước Úc trả lương cho một cái người chăm sóc ông Thọ nữa. Như vậy là họ rất là nhân đạo. Và người Úc họ cũng hay cái là họ lên án những người nào mà xấu xa, những cái sai trái là họ lên án liền. Tôi đi chơi với anh Augustine Lê thì anh ta có một cái chiếc xe chắc nó to, chiếc xe bán tải nó to quá. Nên khi mà đậu gara xong đi ra thì xe của anh bị va quẹt vô xe của hàng xóm cạnh bên. Thì anh ta đi tìm chỗ đậu chứ anh ta... Và những người Úc người ta xung quanh đấy họ lên tiếng, họ cản anh ta liền. Anh ta phải xuống để giải quyết cái vụ va quẹt đó. Nghĩa là những cái gì sai trái họ lên tiếng liền. Người Úc họ sống bác ái yêu thương và họ lên án những cái xấu. Tôi đi sang Úc 2 tuần qua thì tôi cũng nói về dụ ngôn lúa và cỏ lùm. Lúa là đại diện cho những người lương thiện, những người tốt. Còn cỏ lùm là những người ác. Thế thì tôi cũng vận động, tôi cũng nói là nếu mà lúa, những người lương thiện mà chúng ta đoàn kết với nhau thì chúng ta sẽ đẩy lùi cái ác. Những kẻ ác họ sẽ không còn đất để sống. Chúng ta không giết kẻ ác nhưng mà chúng ta thuyết phục làm sao cho kẻ ác họ trở bỏ đường gian ác để trở về với lương thiện. Thế thì chúng ta, Chúa mời gọi hãy theo ta. Không chỉ là mời gọi 4 môn đệ như là Simon, Andre, Jacobe, Gioan, nhưng mà Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy sống làm con người, sống làm Kitô hữu. Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng cho trái đất này trở thành nước Chúa, nước yêu thương. Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất. Nghĩa là chúng ta xây dựng cho một trái đất này sống yêu thương, không còn cảnh cưỡng chế đất, không còn cảnh tử hình oan sai như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng. Nghĩa là trái đất này họ có công lý, có hòa bình. Thế thì ơn gọi làm người, ơn gọi làm Kitô hữu là chúng ta sống, ơn gọi làm Kitô hữu là chúng ta phải sống theo Chúa Giêsu, sống theo, bước theo dấu chân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống như thế nào thì chúng ta sống như vậy. Ví dụ như Chúa Giêsu, Ngài yêu thương, Ngài đến giải cứu người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Nếu mà theo luật Môi-sen là cô ta phải bị ném đá, nhưng Chúa Giêsu đã đến giải cứu cô ta. Chúa Giêsu yêu thương những người lương dân, những người tội lỗi, những người đau khổ, bệnh tật thì Ngài đến cứu chữa. Và Ngài cũng lên án, tố cáo lên án những người Pha-ri-siêu giả hình giả bộ, các ngươi như mồ mả tô vôi. Bên ngoài thì giả bộ sang trọng nhưng mà bên trong thì đầy thối tha dơ bẩn. Ngài cũng tố cáo Herode là con cáo già. Rồi Ngài tố cáo các thầy Lê-vi là biến đền thờ thành hang trộm cướp, thành nơi buôn bán để kiếm lợi nhuận. Rồi Ngài cũng tố cáo các thầy luật sĩ là đặt các luật lệ nặng lên gánh nặng cho người dân, nhưng mà chính các ông lại ngồi xổm trên pháp luật, chính các ông lại không có thực hiện pháp luật đó. Ngài cũng tôn vinh như những người tốt, những người lương thiện. Ngài tôn vinh như là người Samaritano nhân hậu. Rồi Ngài cũng tôn vinh như là bà quá nghèo khó bỏ tiền vào nhà thờ. Bà ta chỉ bỏ 1 phần 4 xu nhưng mà bà ta là người bỏ nhiều nhất. Rồi Chúa Giêsu Ngài cũng không có thỏa hiệp với các nhà cầm quyền, quyền lực gì đâu. Ngài không có thỏa hiệp với quyền lực. Nếu mà tôi đặt câu hỏi, nếu mà Ngài cứ uống rượu cụng ly với Herode, với quan Philato, thì thử hỏi có cây thập giá trên đồi Canvê không?
Nếu mà Ngài cứ thỏa hiệp với các nhà cầm quyền, những người có quyền trong tôn giáo bây giờ, thì thử hỏi có cây thập giá không? Thế cho nên là sống ơn gọi làm người, sống ơn gọi làm Kitô hữu là cái điều rất là cần thiết để xây dựng cho xã hội chúng ta nó tốt đẹp hơn, là xây dựng cho cái thiện nó sẽ chiến thắng cái ác, và yêu thương sẽ chiến thắng hận thù, dân chủ sẽ chiến thắng độc tài, và hòa bình sẽ chiến thắng bạo lực. Tóm lại, bài phúc âm hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các bốn môn đệ đầu tiên là hãy theo ta. Và chúng ta suy niệm rằng Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta là hãy theo chân Chúa Giêsu. Xin kính chào tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người đã lắng nghe bài phúc âm hôm nay.